Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại tại Việt Sử Toàn Thư. Năm 605, tướng nhà Tùy là Lưu Phương đánh bại các cuộc chống đối của người Việt, thiết lập sự đô hộ của nhà Tùy. Nhà Tùy mất, nhà Đường lên thay, đặt nước Việt là An Nam đô hộ phủ, đóng ở Giao Châu. Chính sách cai trị của nhà Đường vô cùng khắc nghiệt, dân ta phải chịu siêu cao thuế nặng, dẫn đến những cuộc nổi dậy lật đổ ách đô hộ từ phương Bắc. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan là cuộc khởi nghĩa nổ ra vào đầu thế kỷ thứ 8. Với sự lãnh đạo của Mai Thúc Loan, cuộc khởi nghĩa đã diễn ra và để lại nhiều ý nghĩa lịch sử quan trọng trong lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Vậy diễn biến cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan như thế nào? Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa này ra sao? Hãy cùng đến với video ngay sau đây của Việt Sử Toàn Thư. Tiểu sử của Chủ tướng Mai Thúc Loan. Mai Hắc Đế tên thật là Mai Thúc Loan, là vị vua Việt người Bắc thuộc, anh hùng dân tộc, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại sự chiếm đóng của nhà Đường ở Việt Nam đầu thế kỷ 8. Mai Thúc Loan sinh ra vào khoảng cuối thế kỷ 7 tại thôn Ngọc Trừng, Hoang Châu, nay thuộc huyện Nam Đàn, Nghệ An. Theo Việt Điện U Linh, cha của Mai Thúc Loan là Mai Hoàng, mẹ là Mai An Hòa, nguyên gốc Thạch Hà, Hà Tĩnh, lưu lạc sang vùng Nam Đàn, Nghệ An. Theo sách Việt Sử Tiêu Án, Mai Thúc Loan là người làng Hương Lãm, huyện Nam Đàn, nay là thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Dân lập đền thờ ông ở thôn chợ Sa Nam. Năm Mai Thúc Loan 10 tuổi, mẹ đi lấy củi bị hổ vồ, ít lâu sau bố cũng mất. Ông được người bạn của bố là Đinh Thế đem về nuôi, sau gả con gái là Ngọc Tô cho. Sinh thời Mai Thúc Loan vốn rất khỏe mạnh, giỏi đô vật, học rất giỏi và có chí lớn. Ông mở lò vật, lập phường săn, chiêu mộ trai tráng trong vùng, mưu việc lớn. Vợ ông giỏi việc nông trang, nhờ đó gia sản ngày một nhiều, môn hạ ngày một đông. Nhờ chí du ngoạn lại được vợ hết lòng ủng hộ, Mai Thúc Loan kết thân với nhiều hào kiệt, sau này trở thành những tướng tài, tụ nghĩa dưới lá cờ của ông như Phòng Hậu, Thôi Thặng, Đàn Dân Vu, Mao Hoành, Tùng Thụ, Tiết Anh, Hoắc Đan, Khổng Hoa, Cam Hề, Sĩ Lâm, Bộ Tân. Sách An Nam Chí Lược viết về ông là Soái Trưởng Giao Châu. Ông giữ vùng hiểm yếu Sa Nam Nam Đàn làm căn cứ chính, đóng bản doanh ở núi Vệ, dựng điện phủ đặt tên là Vạn An. Quan đô hộ nhà Đường xin binh tiếp cứu, vua Đường Huyền Tông cử nội thị tả giám, môn vệ tướng quân là Dương Tư Húc đem quân sang đàn áp. Trước sức tiến công của địch, Thế Cô, Mai Thúc Loan rút quân chạy về đóng giữ ở núi Vệ. Chẳng bao lâu thì ông bệnh rồi mất đột ngột vào năm Quý Hợi 723. Nay ở núi Vệ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cũ, còn có di tích cổ thành của Mai Hắc Đế. Và ở xã Hương Lãm huyện Nam Đàn có đền thờ Mai Hắc Đế và Mai Thúc Huy. Về sau, những triều đại nối tiếp vẫn truy phong và liệt thờ cha con ông nơi miếu lịch đế vương. Hoàn cảnh dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan. Trong thời gian nhà Đường đô hộ, ở nước ta có nạn cống vải hạ khắc. Vào mùa vải năm Nhâm Ngọ 722, Mai Thúc Loan cùng với đoàn phu đi gánh vải về nộp cống. Đoàn phu vất vả gánh vải với mồ hôi đầm đìa trên đường đi. Gần trưa, Mai Thúc Loan thấy mọi người thấm mệt, ông cho mọi người nghỉ chân bên rừng. Trong số đó, một vị dân phu vì khát nước đã bứt quả vải ăn cho đỡ khát. Tuy nhiên, vải chưa kịp ăn thì đã một tên lính nhà Đường đi áp tải qua, vung cán mã tấu đánh trúng vào đầu. Với hành động này của tên lính, hắn đã bị đánh chết tươi. Sự việc xảy ra quá nhanh mà bọn giặc hung hãn lại rút kiếm xông vào Mai Thúc Loan. Trước tình hình đó, những người đi cùng Mai Thúc Loan rút đoạn gánh ra để chống trả. Sau đó, lũ giặc Đường nhanh chóng bị đánh bại và Mai Thúc Loan lập tức thổi bùng ngọn lửa đấu tranh chống lũ giặc Đường hung hãn. Vì vậy, đây là nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan sau này. Tuy nhiên, hiện những nhà nghiên cứu đều thống nhất, siêu cao thuế nặng là nguyên nhân khiến nhân dân nổi dậy chống ách đô hộ của nhà Đường, nổi bật là khởi nghĩa Hoang Châu. Đây là cuộc khởi nghĩa có sự chuẩn bị, biết chọn thời cơ, không phải một cuộc bạo động. Chuyện cống vải chỉ là một chi tiết của truyền thuyết, không thể và không phải là nguyên nhân chính, làm nổ ra cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc do Mai Thúc Loan lãnh đạo. Diễn biến cuộc khởi nghĩa của Mai Hắc Đế. Tháng 4 năm 713, Mai Thúc Loan lên ngôi vua, sử gọi ông là Mai Hắc Đế. Theo Việt Điện U Linh, Mai Hắc Đế mang mệnh thủy, tức là nước, mà nước được tượng trưng là màu đen. Vì vậy, ông lấy hiệu Hắc Đế để hợp với mệnh của mình. Cũng có một số nguồn cho hay ông lấy hiệu Mai Hắc Đế vì ông có màu da đen. Ông cho xây thành lũy, lập kinh đô Vạn An, nay thuộc xã Vân Diên và thị trấn Nam Đàn, tích cực rèn tập tướng sĩ. Cuộc nổi dậy của ông được hưởng ứng rộng rãi trong nước và có cả sự liên kết với Lâm Ấp và Chân Lạp. Theo sách An Nam Chí Lược,
Sơ niên hiệu Khai Nguyên 713-714 của Huyền Tông, soái trưởng Giao Châu là Mai Thúc Loan làm phản, xưng hiệu là Hắc Đế. Ngoài thì kết giao với quân của Lâm Ấp và Chân Lạp, tập hợp được 30 vạn quân sĩ, chiếm cứ nước An Nam. Vua Huyền Tông ra lời chiếu, sai quan tả giam môn vệ tướng quân là Dương Tư Miễn và quan đô hộ là Nguyên Sở Khách qua đánh. Cứ nói theo con đường cũ của Mã Viện, đi tới phá quân của Loan, thâu những xác chết đắp thành gò lớn rồi kéo về. Đầu những năm 10 của thế kỷ 8, Mai Thúc Loan đứng lên kêu gọi lãnh đạo người dân phu xa xứ quay trở về quê, mộ binh nổi dậy. Đây chính là bước chuẩn bị đầu tiên cho khởi nghĩa. Lực độ khởi nghĩa của Mai Thúc Loan đã giúp nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Hoang Châu. Tiếp đó, nhân dân những vùng Ái Châu, Diễn Châu cùng nổi dậy hưởng ứng cuộc khởi nghĩa. Mai Thúc Loan lựa chọn vùng Sa Nam, huyện Nam Đàn để tiến hành xây dựng căn cứ địa cho nghĩa quân của mình. Sau đó, để cuộc khởi nghĩa được diễn ra mạnh mẽ hơn, Mai Thúc Loan xưng đế, lấy hiệu là Mai Hắc Đế, xây thành Vạn An làm quốc đô. Mai Thúc Loan tổ chức liên kết với nhân dân ở khắp Giao Châu và cả Chân Lạp để kéo quân nhanh chóng tiến về tấn công Tống Bình. Trước sự lớn mạnh của cuộc khởi nghĩa, viên đô hộ Giao Châu lúc đó là Quan Sở Khách đã tháo chạy về Trung Quốc. Nhờ thành công bước đầu này của cuộc khởi nghĩa mà nền độc lập tự chủ của dân tộc ta được giữ vững, duy trì trong gần một thập kỷ, từ 713 đến 722. Nhà Đường bèn huy động 10 vạn quân tướng do Dân Tử Húc và Quan Sở Khách sang đàn áp. Và quân nhà Đường tiến theo đường bờ biển Đông Bắc và tấn công thành Tống Bình. Sau nhiều trận đánh khốc liệt từ lưu vực sông Hồng đến lưu vực sông Lam, cuối cùng Mai Hắc Đế thất trận, thành Vạn An thất thủ, nghĩa quân tan vỡ. Không đương nổi đội quân xâm lược, Mai Hắc Đế phải rút vào rừng, sau đó ốm rồi mất. Theo sách Việt Sử Tiêu Án, thời nhà Đường có Tống Chi Đễ tội bị đày ra quận Chu Diên. Gặp lúc Loan vây hãm Châu Hoang, vua Đường bèn trao cho Đễ chức tổng quản để ông đánh Loan. Để mộ được 8 tráng sĩ mặc áo giáp dày, kế đến tận chân thành mà hô to: "Hễ là bọn người lèo hành động, tức thì giết chết." 700 quân đều phục xuống không dám đứng dậy mới bình được. Tương truyền con trai thứ ba của ông là Mai Thúc Huy lên ngôi, tức Mai Thiếu Đế, tiếp tục chống trả cuộc tấn công của nhà Đường tới năm 723. Tương truyền từ sau cuộc khởi nghĩa này, nhà Đường không bắt dân An Nam đô hộ phủ phải nộp cống vải hàng năm nữa. Việt Sử Tiêu Án của Ngô Thì Sĩ viết, đương thời nội thuộc, Mai Hắc Đế không chịu bọn ngược lại kiềm thức, cũng là người xuất chúng trong đám thổ hào. Việc thành thì làm nên Lý Bí hay Triệu Quang Phụng, không thành thì làm nên Phùng Hưng, Mai Thúc Loan. Cho nên nêu rõ ra, viết hai chữ to, châu dân là khen việc làm ấy đó. Cuộc khởi nghĩa Hoan Châu của Mai Thúc Loan để lại những ý nghĩa lịch sử to lớn trong quá trình đấu tranh giành lại chủ quyền dân tộc của nước ta. Đó là một phần thông tin ở phần sau của video. Trước đó đừng quên ủng hộ kênh của chúng tôi bằng việc subscribe kênh YouTube Việt Sử Toàn Thư. Vì sao Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người khởi nghĩa? Cuộc khởi nghĩa Hoang Châu đã tận dụng được thời cơ, vương triều Đường đang trong giai đoạn rối loạn, phải tập trung giải quyết những tranh chấp nội bộ nên chưa có điều kiện tập trung lực lượng đủ mạnh để trấn áp những cuộc khởi nghĩa của vùng đất phương Nam xa xôi. Đồng thời Mai Thúc Loan có tài năng đức độ, có tinh thần yêu nước, có tầm hiểu biết và mối quan hệ khá rộng, nên khi phất cờ khởi nghĩa thì nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. Cuộc khởi nghĩa được diễn ra do chính sự kêu gọi của Mai Thúc Loan. Vậy vì sao Mai Thúc Loan lại kêu gọi mọi người khởi nghĩa? Có hai nguyên nhân chính lý giải điều này như sau. Chính sách thống trị bóc lột tàn bạo dã man của nhà Đường đối với nhân dân đã khiến Mai Thúc Loan nuôi dưỡng lòng căm phẫn và muốn đứng lên đấu tranh chống lại quân nhà Đường. Hơn thế nữa, việc nhà Đường bắt nhân dân ta cống nạp và đi phụ vải sang Trường An xa xôi muôn dặm cũng là một trong những nguyên nhân khiến Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người đứng lên khởi nghĩa. Lời kêu gọi của Mai Thúc Loan nhanh chóng nhận được sự đồng tình ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân. Do vậy, khởi nghĩa đã được diễn ra sau đó dưới sự lãnh đạo của Mai Thúc Loan. Tuy vậy, khi nhà Đường đã giải quyết ổn thỏa tình hình nội bộ, tập trung lực lượng tấn công sang An Nam, thì thành quả khởi nghĩa Hoang Châu bị đàn áp sau gần 10 năm tồn tại. Sự thất bại này liên quan đến việc chính quyền của Mai Hắc Đế còn non trẻ, với thời gian tồn tại tuy kéo dài gần 10 năm, nhưng hầu như phải tập trung vào việc bổ sung lực lượng, xây dựng căn cứ để tiếp tục mở rộng phạm vi khởi nghĩa, nhằm giành độc lập tự chủ trên lãnh thổ cả nước. Cho nên việc củng cố, hoàn thiện cơ cấu chính quyền chưa được quan tâm nhiều. Ngoài ra, Mai Hắc Đế xây dựng hệ thống phòng ngự tại Hoang Châu quá xa Tống Bình, nên sự hỗ trợ tác chiến một khi có sự cố xảy ra là không thể kịp thời. Ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hoang Châu do Mai Hắc Đế lãnh đạo và bài học cho tới tận bây giờ.
Cuộc khởi nghĩa Hoang Châu là bằng chứng lịch sử hùng hồn, thể hiện sức đề kháng mạnh mẽ, khẳng định khát vọng độc lập tự chủ của dân tộc ta trước sự xâm lược, thống trị của ngoại bang, có tác dụng cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc để đi đến giành độc lập tự chủ hoàn toàn vào đầu thế kỷ 10. Sau khi khởi nghĩa Mai Thúc Loan kết thúc, dù thất bại nhưng để lại những ý nghĩa vô cùng to lớn. Đó là cuộc khởi nghĩa thể hiện tinh thần quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do cho dân tộc. Hơn thế nữa, nó còn cổ vũ tinh thần chiến đấu của nghĩa quân và nhân dân ta trong những cuộc khởi nghĩa ở giai đoạn tiếp theo. 13 thế kỷ đã trôi qua, công lao của Mai Thúc Loan cùng chiến dịch khởi nghĩa Hoang Châu vẫn còn đó, luôn là di sản quý báu để chúng ta tự hào. Nhận thức đúng đắn đầy đủ về khởi nghĩa Mai Thúc Loan cũng như sự nghiệp của ông là việc làm có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong giai đoạn lịch sử hiện nay, khi mà tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng và xâm phạm đến chủ quyền biên giới lãnh thổ của một số quốc gia. Vì từ 1.300 năm trước, trong bối cảnh phương tiện giao thông liên lạc chưa phát triển, ấy vậy mà Mai Thúc Loan biết tận dụng mối liên kết với những cơ quan, những nước trong khu vực, tạo thành sức mạnh tổng hợp chống lại kẻ thù. Hiện nay một số thế lực bên ngoài vẫn đang cố tình chia rẽ nội bộ cộng đồng ASEAN nhằm thực hiện lợi ích của họ, trong khi đó vấn đề sông Mekong và vấn đề Biển Đông. Để đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, tạo hòa bình ổn định khu vực, chúng ta phải thắt chặt với các nước có chung lợi ích kinh tế và tạo sức mạnh tập thể. Không chỉ riêng Mai Thúc Loan mà cả gia đình ông cũng đều một lòng vì nước. Dựa vào các tài liệu, chúng ta biết được vợ đầu của Mai Thúc Loan là Ngọc Tô, vợ thứ là Phạm Thị Uyển, bốn người con là Mai Thị Cầu, Mai Bảo Sơn, Mai Kỳ Sơn và Mai Thúc Huy. Dù trực tiếp hay gián tiếp, họ đều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chống giặc ngoại xâm ở các mặt trận, bảo vệ độc lập tự chủ. Riêng bà Phạm Thị Uyển còn cùng với hoàng tử Mai Bảo Sơn chỉ đạo nghĩa quân trực tiếp chiến đấu với quân của Dương Tư Húc trên sông Tô Lịch. Ngày nay, không chỉ trên quê hương xứ Nghệ mà còn nhiều địa phương khác đang lưu lại di tích lịch sử văn hóa liên quan đến Mai Thúc Loan và khởi nghĩa Hoang Châu. Tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh có nhà thờ họ Mai và đền thờ vua Mai ở xã Mai Phụ. Ở huyện Nam Đàn, Nghệ An có đền thờ Mai tại thị trấn Nam Đàn, đền lăng mộ vua Mai ở xã Vân Diên, khu mộ thân mẫu vua Mai trên núi Dẻ ở xã Nam Thái, đền Nậm Sơn Thượng Tướng và miếu thờ Mai Thiếu Đế, Mai Thúc Huy trên núi Đụng ở Vân Diên, đền Khả Lãm ở xã Nam Thượng, di tích thành Vạn An thuộc làng Vạn An, xã Vân Diên. Ở Hà Nội có cụm di tích đền Dục Anh và đền Trong thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Ở Hải Phòng có cụm di tích đền Điều Yêu ở xã Quốc Tuấn, huyện An Dương. Đời sau nhớ ơn Mai Hắc Đế, lập đền thờ ông trên núi Vệ Sơn và thung lũng Hùng Sơn. Ngày nay địa phận xã Vân Diên, huyện Nam Đàn có khu di tích tưởng niệm ông. Một bài thơ chữ Hán còn ghi trong Tiên Chân Báo Huấn Tân Kinh để ở đền thờ, ca tụng công đức của ông. Bản dịch như sau: Hùng cứ châu hoang đất một vùng, Vạn An thành lũy khói hương sông, bốn phương Mai Đế lừng uy đức, trăm trận Lý Đường phục võ công. Lam thủy trăng in tâm ngạc lặng, Hùng Sơn gió lặng khói lan không, đường đi cống vải từ đây dứt, dân nước đời đời hưởng phúc chung. Kính thưa quý vị, khởi nghĩa Mai Thúc Loan là sự tiếp nối truyền thống chống ngoại xâm, giành độc lập tự chủ của dân tộc ta trong thời kỳ Bắc thuộc. Hàng nghìn năm qua, truyền thống đó đã trở thành sức mạnh to lớn, không ngừng được của các thế hệ người dân xứ Nghệ và toàn thể dân tộc Việt Nam kế thừa và phát huy trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Để tôn vinh tinh thần của hào khí Hoan Châu và công lao của người anh hùng Mai Hắc Đế, từ bao đời nay, cứ mỗi dịp xuân về, nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An lại tưng bừng mở hội đền vua Mai. Hoạt động này vừa là nghĩa cử cao đẹp của đạo lý uống nước nhớ nguồn, vừa là bài học giáo dục truyền thống sinh động và thiết thực, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân địa phương. Đó cũng là thông tin thay cho lời kết khép lại video ngày hôm nay của Việt Sử Toàn Thư.